Đó chính là khi mà chồng trong thi đấu thì các bạn chỉ được ở cấp độ level 50, full tu luyện đó chính là level 65. Các châu báu thì chúng ta sẽ có những châu báu cơ bản, ấy các vũ khí chúng ta sẽ có những vũ khí cơ bản, và châu báu thì chúng ta sẽ được cung cấp châu báu level 9, châu báu công kích và châu báu hỗ trợ là châu báu level 3. Các bạn yên tâm thì các bạn an tâm vì tại vì châu báu level 3 thôi, nhưng mà nó có tỷ lệ nó chạy rất là nhạy, trong khi đó có thể là hai lần xuyên giáp, hai lần miễn kháng, vân vân, hai lần hấp thụ luôn. Và đó là cái điều mà trong những server bình thường của chúng ta rất là hiếm khi xảy ra, mặc dù chúng ta mang châu báu level 19. Có những lần thỏ rất là cay cú ép châu báu level 19 mà không khi nào mà thi đấu mà ra xuyên giáp, khá là bực mình. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ được hỗ trợ của bốn loại pet cơ bản, đó là pet mành xanh, đấu sĩ, pet kiến và pet gà. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ được sự hỗ trợ của áo nón và tóc. Ngoài ra thì các bạn sẽ không được sử dụng mắt kính, mặt mắt, xét quần áo và xét cánh. Và bây giờ thì Thỏ xin điểm qua thời gian về trận chung kết ngày của chúng ta ngày hôm nay nha các bạn. Thì trước khi Thỏ đi vào lịch thi đấu thì ở trong sơ đồ thi đấu này chúng ta sẽ có một cái kiểu thi đấu mới, là hình thức thi đấu thì hình thức nhánh thắng thua chứ không thi đấu vòng tròn như mọi khi, và có thể thông tin sẽ được đến sau bởi vì chúng ta đã tiếp tục Ủa, đi anh vào. sẵn sàng, bạn sẵn sàng dần vô luôn anh. Và các bạn đã sẵn sàng để vào vào phòng thi đấu, và trận đầu tiên sẽ là trận thi đấu giữa miền Trung và miền Nam, hình thức là thành nội dung cá nhân. Là bạn Vâng, và vừa vào là bạn Nhật Quang đã quyết định là tấn công. Một cú không hẳn là full dam nhưng mà rất là chuẩn xác. Có vẻ là map thi đấu này cũng là một map thi đấu mà các bạn khá quen thuộc. Bên lực lượng mình có nghiên cứu. Vâng, và vừa vào thì cả hai đối thủ đã nhanh chóng dùng khiên và liên tục bắn những pha bắn rất chuẩn xác về phía nhau. Như đã nói thì đây là một map thi đấu khá là quen thuộc của hai bạn. Thì cái này nó giống như đi đấu vòng tròn đúng không? Tại vì thi đấu cánh vũ nó thi đấu vòng tròn. Sarah. Cái đó việc đó để cho anh trọng tài gà béo làm thì cái mấy việc mà dễ dàng để cho anh trọng tài gà béo làm mình nó làm những chuyện khó hơn nhá. Mà bây giờ trên màn hình của chúng ta thì bạn Hồng Thái chỉ còn 1/2 cây máu mà thôi. Bạn ấy sử dụng cho là Vừa vào đó là một cú xuyên giáp. Và tiếp tục là tên của bạn Hồng Thái. Bạn ấy quyết định full bao không ạ? Bạn ấy vừa có những pha bắn rất là chuẩn xác về phía bạn Nhật Quang rồi. Vũ khí sử dụng của cả hai bạn đó chính là wow lựu đạn kết hợp với bếp mầm xanh. Một pha bắn chay thông thường có lẽ là nhằm giữ tên cho bạn ấy. Rất hay, một chiến thuật rất hay. Đó là con lực lượng rất chính xác bởi vì bạn Nhật Quang tên vừa rồi bạn ấy vẫn còn thiên kẹt thiên bolo bala. Đúng rồi. Rồi vào thì hai bạn nó có miếng mày chào hỏi nhau rất là thấm thiết bằng những pha bắn rất là mạnh chát về phía nhau. Có lẽ đây là khuyên thứ hai của bạn Hồng Thái rồi. Tất nhiên là về lực tính khiên thì cũng không còn quá quan trọng bởi chúng ta có thể sử dụng item một cách tùy ý chứ không có nhờ lực bay. Và trong map này thì với tình hình bắn này thì cả hai đối thủ đều gần như đều có được tọa độ của nhau nên cũng chắc cũng không hẳn là cần bay. Các bạn đang theo dõi truyền hình thì các bạn có thể nhận thấy được đây là map thi đấu nào không ạ? À? Nó quá quen thuộc với các bạn không? Thỏ thấy rất là quen, mình không nhớ tên. Có là hiệu ứng miễn kháng xảy ra các bạn.
Rất may mắn cho bạn Nhật Quang. Và bạn ấy quyết định phải di chuyển thôi, bởi vì một turn down thôi là bạn ấy sẽ phải kết thúc cuộc chơi rất là nhanh. Chắc chắn điều đó sẽ không thể xảy ra đối với cả một trận đấu mà đẳng cấp của trận chung kết toàn quốc không nè. Hình như là lần đó thì Thỏ có xem thông tin về các đội thi đấu ở trên bản tin của Vinny, thì hình như là Thỏ nhớ không lầm thì gương mặt của bạn Nhật Quang rất là quen, như có lần là bạn ấy đấu đôi với anh Conan SSC thì phải, Đúng rồi, chính xác. đúng rồi. Rồi vậy là trí nhớ họ không kém. Hình như cũng là bạn Nhật Quang và bạn Hà An, tức là Hoàng Nam. Mình cũng thấy có tham gia cái trận đó, đó là giải bắn siêu gà năm Đúng rồi. 2012. Hiện tại bây giờ cả bạn Nhật Quang và bạn Hồng Thái đã quyết định giáp lá cà với nhau. Họ sử dụng một cái lợi thế của quả wow lựu đạn, đó chính là khả năng đào. Tuy nhiên thì trong những trận thi đấu như thế này thì đó cũng không phải là điều quan trọng lắm, vì map chúng ta thì còn khá dày và các bạn hầu như là chúng ta nhanh nhẹn, độ nhanh nhẹn thì gần như nhau. Vì vậy nếu như các bạn tung ra những pha đào thì các bạn rất là dễ dàng bị mất tên. Như vừa rồi là các bạn thấy là bạn Nhật Quang bị mất hai tên, và hai tên đó đã nhường cho bạn Hồng Thái. Mặc dù là các bạn nó chỉ đào nhau thôi nhưng mà máu của hai cả hai bạn đều đang rất là đồng đều, đều còn nửa thanh máu, và hai bạn vẫn liên tục là đào, đang đào nhau xuống ở sát góc phía bên tay phải của màn hình. Có lẽ đây là một cú full bao của bạn Hồng Thái ạ, à, bạn Nhật Quang ạ. À. Nhưng mà Không, bạn ấy rất là cẩn thận. cẩn thận trong pha bắn này. Bạn ấy đã bay đến một vị trí cao hơn kết hợp với skill hoa nở của bé bằm xanh. Cả hai vật cũng đang rất là, có lẽ là bây giờ hai bạn sau khi những pha đào liên tục, các bạn đã mệt và các bạn đã lui về thế phòng thủ, làm giảm nhịp độ trận đấu lại. Đó là một cái tinh thần thường thấy của các tuyển thủ thi đấu ở một giải quốc gia, đúng không các bạn? Đúng rồi, tại vì hầu như là chúng ta vào những trận chung kết như thế này thì tất cả các tuyển thủ của chúng ta thi đấu khá là dè dặt trong từng tên bắn, và họ hầu như là khi mà họ cảm thấy họ bị mất lợi thế về máu hoặc là mất lợi thế về địa hình thì ngay lập tức họ sẽ bổ sung ngay cho mình lượng máu hoặc là thay đổi cho mình vị trí đứng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một lượt thi đấu mới cho tất cả các bạn. Vì vậy cho nên là các tuyển thủ chúng ta phải thi đấu rất là cẩn thận trong những cái từng trận đấu của chúng ta. Đó không phải là đấu 3 trận 2 thắng 1 nữa, mà đó là chúng ta sẽ thi đấu trực tiếp, loại trực tiếp luôn các bạn. Thì Vinh sẽ xin điểm qua luật thi đấu mới, tức là đây là hình thức đấu thi nhánh thắng thua, và các bạn đang thấy trận đầu tiên là nhánh giữa miền Trung và miền Nam, do miền Bắc là cá nhân miền Bắc được lợi thế hơn ít đó ít hơn một trận, là do khu vực miền Bắc có số lượng tham gia giải đông nhất. Và ở trận thứ 4, tức là chúng ta sẽ thi đấu ở đây tất cả là 4 trận, thì trận thứ 4 tức là trận trong cá nhân mà từ nhánh thắng, tức là thắng 2 trận mà thua thì hai đội cá nhân sẽ đấu thêm một trận nữa, đội cá nhân chiến thắng sẽ là đội thắng chung cuộc. Và đó cũng là một cơ hội cho tất cả các bạn tuyển thủ của chúng ta, tại vì khi mà chúng ta thua một trận thì chúng ta vẫn còn một cơ hội nữa để chúng ta có thể thi đấu tiếp tục. Và các bạn hãy còn nhớ là map thi đấu chúng ta đã được chọn ra một cách rất là ngẫu nhiên, và để tránh trường hợp là trận đấu kết thúc quá nhanh do gặp phải map nhỏ, thì nếu gặp map nhỏ thì trận đấu sẽ được reset để tìm lại map phù hợp hơn. Và vừa rồi là chúng ta cùng quay lại với trận đấu, và vừa rồi sẽ là một cú full power đến từ bạn Nhật Quang. Máu bạn ấy khá đã được hồi phục khá là đầy, và đang mẹ đang áp đảo bạn Hồng Thái về số lượng máu, thì lượng máu bạn Hồng Thái ít hơn một nửa. Vâng, tiếp tục liên tục hai pha đào, có lẽ là vừa rồi là bạn Nhật Quang đã mất tên khá nhiều. Trên màn hình của chúng ta thấy thì lượng gió bây giờ thì phải nói là tạm là bão trong Guinea chúng ta là lên đến 3.0 so với bạn Hồng Thái, thì đây là một lượng gió khá là khó khăn để cho bạn ấy có thể đào chính xác bạn Nhật Quang để có thể kết thúc bạn ấy. Vì vậy cho nên mặc dù vừa rồi đã tung ra hai pha đào, tuy nhiên thì bạn Hồng Thái vẫn chưa có thể
đào bạn Nhật Quang xuống ở phía dưới mắt màn hình được. Và vừa rồi là một pha bay rất thông minh của bạn Nhật Quang, bay đến vị trí một cục đất rất là nhỏ. Bay rất chuẩn xác. Bây giờ trên màn hình của chúng ta thì bạn Nhật Quang đang nắm hai lợi thế, đó chính là về lượng máu và về địa hình. Có lẽ đây là một lợi thế cho bạn Nhật Quang để có thể kết thúc trận đấu của chúng ta đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Tiếp tục là những pha đào của bạn Nhật Quang. Và Hồng Thái đã quyết định tung ra một cú bay. Đây là một lựa chọn khá khôn ngoan vì bạn ấy đang đứng ở một vị trí. Vâng ạ, rất tiếc cho bạn ấy ạ. Pha vừa rồi bạn ấy bay từ một cái hố này sang cái hố khác. Rất tiếc cho bạn Hồng Thái ạ. Có lẽ bạn ấy đó khá bối rối khi phải hứng chịu Liên tục liên tục hai pha đào của bạn Nhật Quang. tiếp tục là pha đào thứ ba của bạn Nhật Quang. Bạn Nhật Quang vẫn đang rất là tự tin. Vâng, và với lượng gió này thì cả ba pha đào cũng không phải là nó rơi vào một vị trí được, nên có thể tạm thời là bạn Hồng Thái có thời gian để mà hồi lại lượng máu của mình. Cũng như là thay đổi vị trí của mình. Và đây là lượt bay, thọ nhớ không lầm thì thường lượt bay đã thứ ba hoặc là thứ tư của bạn Hồng Thái rồi. Nếu như bạn ấy không sử dụng item thì có lẽ bạn ấy sẽ rất khó khăn cho những tên tiếp theo. Một pha bắn thăm dò của bạn Hồng Thái rất chính xác đấy các bạn. Bạn Nhật Quang đang đứng ở một vị trí rất khó bắn. Đó là một viên đất khá nhỏ ở màn hình bên tay phải của chúng ta. Tuy nhiên thì điều đó cũng không có làm khó khăn gì cho bạn Hồng Thái cho lắm. Khi bước vào những trận đấu chung kết như thế này thì cả hai tuyển thủ chúng ta đều có những cái phải nói là một tay bắn không phải dạng vừa đâu. Tiếp tục là một pha bắn khá chuẩn đánh rơi bạn Nhật Quang xuống khỏi một vị trí đắc địa ở phía trên. Có lẽ nhịp đấu trong trận đấu của chúng ta lại tiếp tục chậm lại vì cả hai tuyển thủ chúng ta đang rất dè dặt. Một cú xuyên giáp chuẩn xác. Một pha bắn thường nhưng đã rơi ra một cú xuyên giáp. Hai ngàn rưỡi máu. Các bạn có thể thấy thì xuyên giáp là Nhung rất là thích những cái pha bắn bình thường như thế này. Một pha đánh bét không thành công của bạn Hồng Thái. Hiện tại bây giờ lượng máu của bạn Hồng Thái còn khá là ít. Vì vậy nếu chỉ cần hứng chịu một pha full dam nữa thôi của bạn Nhật Quang nữa thôi thì có thể trận đấu chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Và với lượt thi đấu mới này thì bạn nào chiến thắng ở trận đấu này, tức là thắng trận 1, sẽ gặp đại diện miền Bắc ở trận thi đấu thứ hai, trong khi mà bạn nào thua ở trận 1 thì sẽ gặp người nào chết sẽ gặp tuyển thủ nào mà là thua ở trận 2, tức là giữa miền Bắc và người thắng ở trận 1. Nếu như mà chúng ta trận đấu này mà chúng ta thỏ ví dụ thôi nha, thỏ ví dụ thôi, thì một bạn A thua bạn B, sau đó thì bạn B đấu với bạn C và bạn B lại thua bạn C thì chẳng khác nào bạn A và bạn B lại tiếp tục đấu với nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta lại gặp lại nhau một lần nữa, đó là cơ hội, có thể gọi là cơ hội lần hai như bạn đó. Một pha bay tàng hình của bạn Nhật Quang. Tuy nhiên thì ngay cả Thỏ và cả bạn Hồng Thái cũng có thể dễ dàng đoán được vị trí của bạn ấy ở đâu. Bạn Hồng Thái nhờ sự hồi máu của phép mầm xanh, bạn ấy đã lên được 1 phần 3 cây máu. Tuy nhiên đó cũng chưa phải là lượng máu rất là lớn, trong Tuy khi bạn nhiên thì bạn Hồng Thái là đang đứng ở một vị trí rất là nguy hiểm. rất là nguy hiểm các bạn. Nếu tên vừa rồi chỉ cần bạn Nhật Quang tung ra một cú cộng hai thôi, bạn ấy có thể rớt chết ngay bất cứ lúc nào. Tuy nhiên thì thấy được điều nguy hiểm của mình thì bạn Hồng Thái đã di chuyển ngay vị trí của mình. Tuy nhiên là lợi thế vẫn thuộc về bạn Nhật Quang rất là nhiều, bởi vì bạn ấy vẫn đang đứng phía bên tay phải màn hình, lượng máu nhiều hơn, tích cho mình lượng bao, và tên ấy lại tiếp tục là bạn đào, một pha đào siêu chuẩn.
Và trong tình thế này mà bạn Hồng Thái không quyết định bay thì có lẽ là bạn đã hết lượt di chuyển của mình rồi. Đấy, rất là bất lợi. Để xem là bạn ấy có thể là bạn tìm được cái cách để mà lật ngược tình thế này hay không. Có khi nào là một pha phun đam rồi Xuyên giáp. xuyên giáp xảy ra không ạ? Biết đâu bất ngờ cho bên đây chúng ta luôn có những cái trận bất ngờ như thế này. Vẫn là một pha bình thường. Vâng, bạn Hồng Thái đã nằm đó chịu trận rồi. Bạn ấy đã không còn y tâm bay và bạn ấy không còn lực bay nữa. Miễn kháng nó xảy ra. Rất may mắn các bạn, miễn kháng nó xảy ra. Bạn Hồng Thái vẫn có hai tên đó các bạn. Quân đừng di chuyển nữa, bạn ấy có thể rơi xuống dưới bất kỳ lúc nào. Quân, bạn ấy đã có Bao bow rồi. Có phải đây là một cú lò đường vòng không ạ? À? Xuyên giáp không ạ? xuyên giáp không các bạn, À? Cứ nào bò bò qua rớt quay qua chết. đừng đừng, ôi không có xuyên giáp. Chúng ta vẫn chưa thấy hiệu ứng gì xảy ra. Quân ạ. Liệu có miễn kháng lần nữa không nhỏ, Thôi thấy cái điều này rất khó khăn lắm. mà dù có miễn kháng thì một cú. Ôi bạn này bạn rớt chết hay bạn này bị đa mất máu chết vậy? Các bạn có thể trả lời được cho Thảo và Vinh biết được là vừa rồi là Vâng, và trận đấu đầu tiên người thắng trận 1 là bạn Nhật Quang đại diện từ miền Nam, là bạn sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp bạn đối thủ miền Bắc là bạn Ngọc Minh. Wow. Và bạn Hồng Thái tạm thời bạn ấy đã thua trận 1, bạn ấy sẽ đợi kết quả của trận 2. Đối thủ bạn ấy sẽ là người thua ở trận thi đấu thứ hai. Có này có thể nói thì